À, anh em thấy cái mỏ gây của Titan này sao? Đẹp không? Đó, anh em mỏ này đẹp không? Đó, anh em đặt ngựa lên. Đó, xuống, đá lại. Đằng sau luôn. Đó. Bên đây cũng vậy ha. Khi mình muốn mở lên nó thì anh đè vô đây. Rút ra. Đây, vậy nè. Đây. Đó, anh em mặc lên. Thế nó rất là tiện, đúng không? À. Quá tiện, rất là chuyên nghiệp nghe nè. À. Rồi đây là cái sơn của nó. À, bộ này thì anh em làm xô là bên hai tay hoặc ba tay, anh em muốn nhiều thì anh em ghép vô thêm. Nó có thể đi chung với súc mặt và súc hàm ha. Thì súc mặt á, cái full thì tốc độ nó đi là pha là không có bị lạc nha anh em. Còn cái đi súp này thì nó full nó sẽ đi trước tầm khoảng 1,5 ms. Anh em thấy cái cấu hình này đẹp không? Đẹp thì anh em cho một cái like nha và cái bình luận bên dưới. Ok anh em.